Luận Đại Trí Độ, quyển 85. Phẩm thứ 71, Đạo Thọ, Cây Đạo, Kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất thầm thâm, Bồ Tát biết chúng sanh bất khả đắc, mà vẫn vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề, thật là việc rất khó làm. Bạch Thế Tôn: Nhiều người muốn trồng cây giữa hư không rất khó làm, Bồ Tát biết chúng sanh bất khả đắc, mà vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề cũng là như vậy. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm việc rất khó làm, vì muốn độ chúng sanh đến đạo chấp ngã, mà Bồ Tát vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, ví như người trồng cây chẳng biết gốc, thân, cành, lá, hoa, quả của cây sẽ ra làm sao, mà vẫn vui vẻ bón phân tưới nước khiến cây lớn lần lần trổ lá, đơm hoa rồi kết quả, kết hạt, đều được thành tựu, đều đặn. Cũng như vậy, Bồ Tát vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề, lần lần hành sáu pháp ba la mật, được nhất thiết chủng trí, thành tựu Phật thọ, rồi đem lá hoa quả hạt làm lợi ích chúng sanh. Thế nào là lá cây làm lợi ích chúng sanh? Nhờ Bồ Tát mà chúng sanh được ra khỏi ba đường ác. Như vậy là lá cây làm lợi ích chúng sanh. Thế nào là hoa làm lợi ích chúng sanh? Nhờ Bồ Tát mà chúng sanh được sanh làm người trong các đại gia đại tộc, được sanh lên cõi trời tứ thiên vương, dẫn đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Như vậy là hoa làm lợi ích chúng sanh. Thế nào là quả làm lợi ích chúng sanh? Nhờ Bồ Tát được nhất thiết chủng trí mà chúng sanh mới được bốn quả thanh văn, quả bích chi Phật, dẫn đến quả Phật. Bồ Tát dùng ba thừa pháp lần lần độ chúng sanh, an lạc chúng sanh nơi vô dư niết bàn. Như vậy là quả làm lợi ích chúng sanh. Bồ Tát biết chúng sanh là không, là bất khả đắc mà vẫn độ chúng sanh, khiến chúng sanh xa lìa chấp ngã điên đảo. Bồ Tát tự nghĩ rằng trong hết thầy pháp đều chẳng có chúng sanh, vì chúng sanh thật là bất khả đắc mà ta vẫn phải vì chúng sanh cầu nhất thiết chủng trí vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phải biết vị Bồ Tát ấy là như Phật rồi vậy. Vì sao? Vì do nhân duyên vị Bồ Tát ấy đoạn dứt hạt giống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà đoạn dứt được hết thảy các khổ nạn bần cùng hạ tiện, đoạn dứt hết thảy các hạt giống cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, phải biết vị Bồ Tát ấy là như Phật rồi vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu chẳng có Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, thì ở thế gian trong cả ba đời chẳng có Phật, cũng chẳng có Bích Chi Phật, chẳng có A-La-Hán, A-Na-Hàm, Tư-Đà-Hàm, Tư-Đà-Hoàn, cũng chẳng ngừng dứt cảnh chúng sanh đoạn lạc trong ba đường ác, qua lại trong ba cõi. Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Bồ Tát ấy là như Phật vậy. Vì sao? Vì do như mà gọi là Như Lai, do như mà gọi là Bích Chi Phật, là A-La-Hán, là A-Na-Hàm, là Tư-Đà-Hàm, là Tu-Đà-Hoàn, do như mà gọi là sắc dẫn đến là thức, do như mà gọi hết thầy pháp dẫn đến hữu vi tánh, vô vi tánh, vân vân. Tất cả đều là như thật, chẳng có sai khác. Bởi vậy nên gọi là như. Bồ Tát học như mà được nhất thiết chủng trí, mà được gọi là Như Lai. Bởi nhân duyên vậy nên nói, phải biết vị Bồ Tát ấy là như Phật, vì hành như tướng vậy. Này Tu Bồ Đề, thế nên Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật như. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như thì có thể học hết thảy pháp như. Học hết thảy pháp như thì được đầy đủ hết thảy pháp như. Được đầy đủ hết thảy pháp như rồi thì được tự tại ở nơi hết thảy pháp như. Được tự tại nơi hết thảy pháp như rồi thì khéo biết được căn của hết thảy chúng sanh. Khéo biết căn của hết thảy chúng sanh rồi thì khéo biết căn đầy đủ của hết thảy chúng sanh. Khéo biết nghiệp nhân duyên của hết thảy chúng sanh. Khéo biết nghiệp nhân duyên của hết thảy chúng sanh rồi thì được nguyện trí đầy đủ. Được nguyện trí đầy đủ rồi mới được ba, được trí huệ ba đời thanh tịnh. Được trí huệ ba đời thanh tịnh rồi mới được lợi ích chúng sanh. Lợi ích chúng sanh rồi mới thanh tịnh Phật độ. Thanh tịnh Phật độ rồi mới được nhất thiết chủng trí. Được nhất thiết chủng trí rồi mới chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân rồi mới an lập chúng sanh nơi ba thừa đạo, khiến họ vào được vô dư niết bàn. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn được hết thảy công đức, tự lợi và lợi tha thì phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nào đúng như pháp mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì hết thảy thế gian, trời, người, A-tu-la đều phải đảnh lễ. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nào đúng như thuyết mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật
thì hết thảy thế gian, trời người Atula đều phải đảnh lễ. Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Sư phát tâm, mà vì chúng sanh có vô thượng Bồ Đề có hết được bao nhiêu phước đức? Phật dạy, này Túc Bồ Đề, nếu trong tiểu thiên thế giới tất cả chúng sanh đều phát tâm thanh văn và tâm bích chi Phật, ý ông nghĩ sao phước đức của những chúng sanh ấy có nhiều chăng? Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, rất nhiều phước đức vô lượng. Phật dạy, này Túc Bồ Đề, phước đức của họ chẳng bằng được phước đức của Bồ Tát tâm tần phát ý. Trong trăm ngàn vạn ức phần chẳng được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể đem ra so sánh kịp. Vì sao? Vì thanh văn và bích chi Phật do nơi Bồ Tát mà xuất sanh ra, còn Bồ Tát chẳng phải do nơi thanh văn và bích chi Phật xuất sanh ra vậy. Trong gói trùng thiên thế giới có đại thiên thế giới, dẫn đến trong 3.000 đại thiên thế giới cũng là như vậy. Lại nữa, này Túc Bồ Đề, nếu hư trong 3.000 đại thiên thế giới tất cả chúng sanh đều được cản huệ địa, ý ông nghĩ sao phước đức của những chúng sanh ấy có nhiều chăng? Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, rất nhiều phước đức vô lượng. Phật dạy, này Túc Bồ Đề, phước đức của họ chẳng bằng được phước đức của Bồ Tát Tân Phát Ý. Chẳng những họ trú hút cản huệ địa mà trú hút tánh địa, bạt địa, ly dục địa, bích chi Phật địa, thì phước đức của họ cũng chẳng sao bằng được phước đức của Bồ Tát Tân Phát Ý. Trong trăm ngàn vạn ước phần chẳng bằng được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể đem ra so sánh kịp. Lại nữa, này Túc Bồ Đề, trong 3.000 đại thiên thế giới, Bồ Tát Sơ Phát Ý chẳng bằng được Bồ Tát đã nhập Pháp Vị. Bồ Tát đã nhập Pháp Vị chẳng bằng được Bồ Tát hướng Phật Đạo. Bồ Tát hướng Phật Đạo chẳng bằng được Phật